Cô chào các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với bài tập đọc Bác sĩ sói. Mục tiêu của bài học này là các em sẽ đọc trôi chảy từng đoạn và toàn bài, biết nghĩa hơi đúng chỗ và hiểu được nội dung của bài tập đọc. Bài tập đọc hôm nay sẽ nói về hai nhân vật ngựa và sói. Bây giờ các em hãy mở sách giáo khoa trang 41 và theo dõi cô đọc mẫu nhé. Bác sĩ sói. Thấy ngựa đang ăn cỏ, sói thèm rõ dãi. Nó toan xông đến ăn thịt ngựa, nhưng lại sợ ngựa chạy mất. Nó bèn kiếm một cặp kính đeo lên mắt, một ống nghe cặp vào cổ, một áo choàng khoác lên người, một chiếc mũ thêu chữ thập đỏ chụp lên đầu. Xong, nó khoan thai tiến về phía ngựa. Sói đến gần, ngựa mới phát hiện ra, biết là cuống lên thì chết. Ngựa bình tĩnh đợi xem sói giở trò gì. Sói đến gần ngựa, giả giọng hiền lành bảo: bên xóm mời ta sang khám bệnh, ta đi ngang qua đây, nếu cậu có bệnh, ta chữa giúp cho. Ngựa lễ phép: cảm ơn bác sĩ, cháu đau chân quá, ông làm ơn chữa giúp cho. Hết bao nhiêu tiền, cháu xin chịu. Sói đáp: chà chà, chữa làm phúc, tiền với nong gì, đau thế nào, lại đây ta xem. Đau ở chân sau ấy ạ, phiền ông xem giúp. Sói mừng rơn, mon men lại phía sau, định lựa miếng đớp sâu vào đùi ngựa, cho ngựa hết đường chạy. Ngựa nhón nhón chân sau vờ rên rỉ, thấy sói đã cúi xuống đúng tầm, nó tung vó đá một cú trời giáng, làm sói bật ngửa, bốn cẳng hô giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng ra. Theo La Fontaine, Huỳnh Lý Dịch. Cô vừa đọc mẫu một lần, trong bài có một số từ khó đọc. Em cần chú ý để đọc cho đúng. Từ thứ nhất, rõ dãi. Trong từ này, em cần chú ý thanh hỏi trong tiếng rõ và thanh ngã trong tiếng dãi. Em hãy nhắc lại sau khi cô đọc mẫu nhé. Rõ dãi. Một lần nữa. Rõ dãi. Tốt lắm. Từ thứ hai, toan. Trong từ này ta cần lưu ý vần oan. Em đọc theo cô nhé. Toan. Một lần nữa. Toan. Tốt lắm. Từ tiếp theo, dở trò. Em cần chú ý âm G trong tiếng dở nhé. Em hãy đọc lại theo cô. Dở trò. Một lần nữa. Dở trò. Chúng ta tiếp tục với từ khoan thai. Em cần chú ý vần oan trong tiếng khoan. Nhắc lại theo cô nào. Khoan thai. Một lần nữa nhé. Khoan thai. Tốt lắm. Và từ cuối cùng, giả giọng. Ở từ này, em cần chú ý âm G trong tiếng giả và âm G trong tiếng giọng. Em đọc theo cô nhé. Giả giọng. Một lần nữa nào. Giả giọng. Tốt lắm. Ngoài ra trong bài có một câu dài, em cần lưu ý cách cắt hơi. Cô đọc mẫu một lần nhé. Sói mừng rơn, mon men lại phía sau, định lựa miếng đớp sâu vào đùi ngựa, cho ngựa hết đường chạy. Giờ thì em hãy đọc lại một lần câu dài này cho cô nào. Tốt lắm. Thấy bài đọc được chia thành 3 đoạn.
Bây giờ chúng ta hãy luyện đọc từng đoạn nhé. Chúng ta bắt đầu với đoạn 1. Em hãy dừng bài giảng lại và đọc cho cô một lần. Em cần chú ý giọng đọc của người dẫn chuyện. Tiếp tục với đoạn 2. Đoạn này có phần đối thoại của hai nhân vật sói và ngựa. Em cần chú ý giọng đọc của người dẫn chuyện và giọng của từng nhân vật. Em cũng dừng bài giảng và đọc một lần nhé. Cuối cùng là đoạn 3. Trong đoạn này có câu dài. Em cần chú ý cách cắt hơi để đọc cho đỡ mệt. Em hãy dừng bài giảng và đọc một lần đoạn 3 đi nào. Và bây giờ, chúng ta sẽ bước sang tìm hiểu nội dung của bài nhé. Trong bài đọc có một số từ mới được giải nghĩa như sau. Em hãy cùng cô xem phần giải thích nghĩa của từ. Khoan thai có nghĩa là thong thả, không vội vã. Bình tĩnh có nghĩa là không sợ hãi hoặc nóng vội. Phát hiện có nghĩa là nhận ra, tìm ra. Làm phúc có nghĩa là giúp người khác không lấy tiền của. Đá một cú trời giáng có nghĩa là đá một cái rất mạnh. Và bây giờ, trước khi trả lời các câu hỏi của cô, em hãy dừng bài giảng lại và mở sách ra đọc lại một lần cả tập bài tập đọc nhé. Sau khi đã đọc lại bài, em hãy lấy vở ra và trả lời các bài tập cô giao. Sau đó, em hãy nhờ ba mẹ chụp hình để nộp lại cho cô nhé. Như vậy, bài tập đọc bác sĩ sói hôm nay có nội dung chính đó là sói gian ác, bày mưu kế định lừa ngựa để ăn thịt, không ngờ bị ngựa thông minh dùng mẹo trị lại. Và đó cũng là bài học thích đáng cho những kẻ gian ác, đúng không nào? Với nội dung bài học bài đọc như vậy, thì cô có thể chọn một tên khác cho chuyện như sói và ngựa hay tên chú ngựa thông minh. Còn em hãy chọn một cái tên thật hay khác cho câu chuyện bác sĩ sói vừa học nhé. Ta đã vừa hoàn thành xong bài học hôm nay. Để đọc tốt hơn, em hãy đọc lại bài 5 lần và trả lời các câu hỏi có trong sách giáo khoa trang 42. Ngoài ra, em hãy đọc thêm bài Nội quy đảo khỉ để chuẩn bị cho bài học sau nhé. Cô chào tạm biệt các em.